Chào các bác, cô chú anh chị. Hôm nay 4 giờ chiều, khoảng 4 giờ chiều chủ nhật các bác nhé. Thì em nhận được cây chắc này, bây giờ là đập hộp. Đập hộp thì mặc dù là mua online các bác nhé, nhưng mà nhìn ở bên ngoài nó to hơn so mình tưởng tượng. Về cơ bản, về cái nhìn đầu tiên là rất chắc chắn. Bác này bác làm rất cẩn thận. Bác Daily Dương ở trên trong Facebook ấy, tên là Daily Dương và tên là Dương ấy. Đấy, thì chuyển cho em cái chắc này. Đóng thùng rất là chắc chắn. Rất chắc chắn. Đóng thùng như một cái chuồng thú mà các bác, chắc bác kinh nghiệm rất là nhiều. Nhìn qua những cái khung nó rất là chắc chắn mà cẩn thận. Rất là cẩn thận, rất là cảm ơn bác này. Mặc dù mình chưa biết là cái cây nó sẽ như thế nào mà, nhưng mà cái cơ bản là bác này làm rất cẩn thận. Đây, cái khối lũa của nó thò ra đây, rất to. Và có nguyên chậu, cả chậu. Tiền vận chuyển này không ít đâu các bác. Chi phí vận chuyển nó chưa kệ đâu, nhưng mà kệ này ra phải có sạc cây. Thì chuẩn bị một cái sạc cây đây. Cái sạc cây đây. Cái lồng nó cao cỡ 1 mét, rộng thì tầm 70 gì đấy, rất là to các bác, rất to. Nguyên chậu đóng những cái đình nó rất là ghê gớm, rất là nhiều đình, chắc chắn ra mang, cực kỳ cẩn thận các bác. Cái này sang Trung Quốc mà hàng tháng rồi cũng chả sao, chỉ là bọc bầu với rất là nghiêm chỉnh, chưa bóc ra ở dưới như nào, nhưng mà lá vẫn còn xanh, lá khá là xanh. Và nhìn lúc đầu em nhìn ảnh nó rất là yếu ớt, nhưng mà thực sự ở ngoài nó to hoành tráng không thể tưởng tượng được. Đấy, giá cả nó hợp lý thôi thì em mới mua thôi, nhưng mà cũng không ngờ là nó hoành tráng như này. Một lần nữa cảm ơn cái bác Daily Dương nhé, trên Facebook là Daily Dương. Đấy, lúc mua cây này thì em rất băn khoăn, và bác ấy bảo là chuyển xe tải ra rồi có xe ôm nó trở về, nhưng mà lúc sau bác lại bảo chuyển Viettel. Rất là yên tâm. Cái ông Viettel nó chuyển vào á, ông ấy bảo là em định cậy cái này ra chỉ mang cái chậu cả cây thôi, vì Viettel tôi ngay gần nhà mà, nhưng mà không cậy được, chắc quá. Đấy, tôi cũng phải dùng cái sạc cày thôi, tí nữa đập bóc tem hộp của nó thì các bác cùng xem luôn. Và cái kinh nghiệm chuyển cây đi như này chắc chắn chi phí nó rất nhiều rồi, nhưng mà và mất rất nhiều công sức rồi, nhưng mà các bác nhìn tham khảo chốt. Thứ nhất là cái khung rất là chắc chắn, thứ hai là có hai cái thanh xà là chốt vào cái chậu này, cực kỳ là chắc chắn, rất là yên tâm. Để yên tâm cây cối nhìn cái này, người ta vận chuyển người ta nhìn thấy rõ là trong bên trong cây cối, người ta cẩn thận hơn. Đấy, biết ở đâu là ngọn, đâu là đầu, và có thể cây này có thể bị lộn cũng không sao cả, vim nó rất là chắc. Và phủ băng dính này để giữ nước, các bác có đi hàng tháng cũng có thể là yên tâm được. Đấy, thế thì thế, và đây là cái cách đóng hàng mà các bác chuyên nghiệp hay làm rồi. Thùng xốp thì chỉ với những cây nho nhỏ thôi, và nhiều khi thùng xốp với các bác đóng vào nó kín, bọn cái bên vận chuyển họ không quan tâm là đâu là đầu đâu là cuối, để lộn lên lộn xuống vỡ rất là dễ bị vỡ. Đấy, thì một cái cách làm rất là hay, nhưng mà tất nhiên là nó mất rất nhiều công sức và cẩn thận. Đấy, vẫn có cái tem Viettel đây thì họ bỏ đi rồi các bác nhé. Bây giờ là em sử dụng cái sạc cày kia để đập hộp cái này ra các bác nhé. Đấy, bây giờ là em cạy nó ra các bác nhé, khá là vất vả đấy. Thì chia sẻ lại với các bác là cái cây này lúc nhìn thấy bác là kết luôn, là đặt luôn. Vấn đề khó nhất là cái bác này, bác ấy trên diễn đàn thấy rất ít giao lưu, mà rất là ít có cái hoạt động trên Facebook, rất là ái ngại. Thì cũng yêu cầu bác ấy gửi ảnh chứng minh thư rồi các thứ, thì rồi chuyển tiền ấy thì cũng may là bác ấy lúc đầu lại có cái, bác ấy lại chọn bảo là chuyển xe tải rồi có dịch vụ xe ôm, và mình chưa thấy có dịch vụ này.
Thế thì sau mấy hôm sau bác lại nhắn là chuyển Viettel. Đấy thì có bill viết đàng hoàng gửi về, thấy nó yên tâm rồi. Đấy thì đúng là một tuần, đúng một tuần. Nhưng mà có cung cách đóng hàng như này thì dù có nửa tháng thì cũng chả sao. Đây kệ các bác nhé. Tiếp cái thùng này đấy nhỉ. Đấy, còn đinh này. Đinh. Hơi vô duyên đấy. Đấy, cái nắp trên của nó thì thực sự nó không phải là vấn đề vì nó là gỗ dán thôi. Còn cái khung của nó vẫn nguyên. Cái nắp ấy chỉ để vít tên thôi. Thì bác này bác làm rất cẩn thận. Các bác nếu mà chuyển cây hoặc là theo hướng cây chuyên nghiệp thì nên làm như thế này. Nên làm như thế này. Cho nên là một số các bác ở trong xa xa có xem kênh của em, có nhiều em lấy hộ ủi hộ, nhưng mà thực sự là rất ngại, ngại nhất cái món vận chuyển này. Vận chuyển thì qua loa thì các bác nhận được nó hỏng thì nó phí rất là phí, mà đóng như này thì không có thời gian, và đồ đạc cũng phải kiếm cái đóng rồi pallet và liếc, không phải là ít công đâu. Mà cái cây mà có mấy trăm nghìn thì làm cái này thì nó mất công lắm, cây nó phải mấy triệu bạc thì nó gỗ. Này sẽ lật cái nắp trên, lật cái khung trên với lại một bên hông ra, thế thôi. Rất nhiều đinh. Đấy, em nhấc ra cái phía kia cho bác nhìn cho dễ nhé. Đấy, các bác nhìn này. Xa xa tí em view hết. Cây nó to. Đấy. Bỏ cái chốt này đây.
chốt, kịp chốt phải lấp dây này. Rất cẩn thận các bác, không những hai cái chốt thanh chốt hãm ở đì cái chậu xuống mà còn dây dợ buộc rất kinh khủng đấy, rất cẩn thận. Thì em rất thích là yêu thích chắc với mấy cái đồ gỗ hoặc là có sai cái kiện quả các bác, phong cách của như thế. Các bác ơi, chồng em tiền toàn để mua cây thôi, nhà không có mà ở đây. Thế nha. Đấy, cái lúc mà order cây này thì em yêu cầu là để nguyên cái chậu, phí vận chuyển là ác chiến đấy, rất là nặng, hai người khiêng một cây này. Phần lỗ này vẫn còn rất chắc, rất là gỗ chắc. Lúc bác cái chụp ảnh bác giao bán nó bé lắm, cảm giác nó bé. Mặc dù có so với chai nước mà mình vẫn cảm thấy nó bé. Chậu đẹp các bác, chậu rất đẹp. Cảm ơn bác này. Em cũng chưa chuyển hết tiền cho bác đâu. Vì là
lúc đầu nó có chút nghi ngờ nhau ấy. Cho nên em mới chuyển một nửa thôi. Vẫn còn rất ẩm này các bác, cực kỳ ẩm. Các bác, miền Nam làm rất chuyên nghiệp. Đấy các bác, chậu rất ok. Cây này mà mua ở miền Bắc thì không biết các bác phải đó là bao tiền rồi các bác ạ. Kể cả chậu Vận Phúc nó phải quát hàng chục triệu. Nói luôn cho các bác biết. Đấy. Lỗ thép vẫn còn nguyên cái thân của nó chứ không phải là ghép vào đâu các bác nhá. Bỏ cái hẳn cái giấy ấy. Đấy. Vẫn còn rất ẩm ở dưới các hòn đá. Thì mai thứ hai thì chắc mới chuyển nốt tiền cho bác nữa. Mới chuyển nốt tiền cho bác được. Nhưng mà tinh thần là rất cảm ơn bác đấy. Không, thứ nhất là cái cây mình ưng này thì là một phần thôi. Cái thứ hai là cái tinh thần. Anh em chơi cây và gửi cây rất là chuyên nghiệp. Rất cảm ơn các bác. Rất cảm ơn. Anh em lấy đây là học tập các bác nhé. Em phải học tập rất nhiều. Em chưa bao giờ đóng một cái cây nào mà nó nghiêm chỉnh như này. Quá nhiều công sức so với cái tiền của cây bỏ ra thì quá nhiều quá. Đấy. Thì sẽ có một buổi em cắt tỉa và sửa cái cây này. Nhưng mà hôm nay review cái đập hộp đó. Kiểu như nhập hàng về xách tay về. Thì bác xem nhé. Rất hoành tráng. Củ nó đây là giá mà lũa thêm được tí thì hay, nhưng mà như thế mình mới có đất mà diễn quá. To, rất to. Gốc cũ nó đây. Gốc cũ nó đây. Rất to các bác nhé. Chả phải trồng trước gì à. Chậu trước ngon lành à. Chậu trước hoa văn nước ngon lành à. Đấy các bác nhé. Cái lúc bác chụp cái này này, để cái chai nước ở bên so sánh chai La Vi, nhưng mà không hình dung được nó to như này. Không tưởng tượng được nó to như này. Không tưởng tượng được. Đấy các bác nhé. Rất hoành tráng. Tôi sẽ để ở chỗ kia. Đấy, để ở chỗ thành chỗ cái xi. Các bác nhé. Đấy. Rồi, đi cho nó vào đây cái. Báo cáo các bác là để nó đóng đôi với cụ đa này, nó cũng xứng tầm đấy các bác nhỉ. Sau rồi cho vào cái đôn khác để tạm cái ghế thôi các bác. Đấy. To gấp mấy lần con đa này của em. Đấy. Cái bộ ba thế chuyển cái cây xưa lần kia ung tùm đi. Ra đây, thay cái ổi này cho nó xứng tầm. Bên xưa bên chắc giữa ở đa đỏ. Đấy, thì quay trở lại cái cây này. Một lần nữa cảm ơn bác Daily Dương nhé, rất thích. Rất thích. Gốc của nó rất là dã man. Nên là bán cân thì thôi rồi các bạn. Đấy, thì sau đấy thì có thể tí nữa nếu còn thời gian nó sẽ làm cây này, vào lại dây và bẻ, bỏ hết những lá này đi rồi. Đang đón những lộc non nó đang ra này. Đây, những cái này nó đang ra hơi sớm. Thì cái chỗ này, cái dòng chắc này rất là khỏe các bác nhé. Cắt là nó phun lên rất là cây khủng, nó như xưa ấy. Như xưa. Đấy.
nhá. Mặt nào cũng chơi được, mặt này chơi cũng hay, mặt kia chơi cũng hay. Chắc tôi sẽ quay mặt này ra đây, ra mặt trước các bác, mặt chính diện có thân gỗ sống, để lại cây tán cho nó ngon lành. Đây này, có cái tầng lên ngon lành, và giờ là cái ngọn này các bác. Đấy, nó còn đang về xòe quá. Đấy, mời các bác chiêm ngưỡng nha. Rồi, hẹn gặp lại các bác để trong cái video mà em làm cây này các bác nhé. Chậu đẹp. Xin cảm ơn các bác.